Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream của DK iGravity. Hiện nay thì mình đang trước một ca làm hair shop tại DK. Thì bây giờ chúng mình hãy cùng tiến vào hỏi chuyên gia Ngoan Minh Vương để xem chuyên gia đang thực hiện ca hair shop này như thế nào nhé. Chị Vương ơi thì Hello, xin chào mọi người. Vâng, thì có rất nhiều khách hàng đã đặt câu hỏi ra với em thì là những người đã từng qua làm qua lông mày ạ, thì khi mà muốn thực hiện một ca hair shop hoặc là điêu khắc tại DK thì mình có cần phải qua xóa sửa không ạ chị? Những cái trường hợp ta lông mày nào mà các bạn đang làm đã từng phun xăm rồi ấy mà muốn làm sợi ấy, thì các bạn phải qua cái bước kiểm tra, đến DK để kiểm tra xem là cái nền mực của các bạn ấy nó còn nhiều mực hay không. Nếu như nền mực của mình vẫn nó còn rõ và cái khuôn dáng không còn được đẹp thì chúng ta sẽ được các chuyên gia hút mực laser. Sau đó thì là khi mà cái da của mình nó đã sạch mực rồi ấy, thì mình sẽ làm công nghệ sợi. Khi mà làm sợi thì nó có một cái ưu điểm rất lớn là nó cực kỳ tự nhiên, nhưng mà để làm sợi thì nó khá là khó, đặc biệt với những cái da mà không có lông hoặc là những cái da mà rất là dầu. Như ở đây là chúng ta đang mình đang làm một cái ca lông mày của chị không có lông mày và chị cũng đã từng hút laser tại DK rồi. Cho nên là khi mà làm những ca lông mày đòi hỏi tay nghề rất là cao. Cái việc làm nào để cho sợi đi nó đều, sau đó làm nào để cho xử lý cái lớp nền cho nó đẹp, sửa lại khuôn dáng, rất nhiều yếu tố. Nó đòi hỏi cái người chuyên gia phải có một cái kinh nghiệm để xử lý về tạo lại khuôn này, sau đó làm sao để sợi làm sao là nó đều mượt đẹp để cân xứng vào khuôn mặt này. Nó có nhiều công đoạn đấy, cho nên là khi mà các bạn muốn sửa thì các bạn cần phải tìm đến một cái nơi mà người ta chuyên để sửa. Thì xử lý những ca mới thì nó không khó lắm, không khó lắm, cũng khó. Nhưng mà với những ca sửa, đặc biệt những ca người Việt Nam mình da rất dầu, không có lông thì đòi hỏi tay nghề rất là cao. Hiện nay thì DK đang sử dụng cái công nghệ laser hiện đại nhất thế giới là công nghệ laser Picomax đúng không chị? Thì đối với cái công nghệ này thì nhà mình có những cái ưu điểm gì so với những công nghệ laser ở những nơi khác hả chị? Picomax thì có cái bước zoom gần như là với cái tốc độ nhanh nhất và bước zoom ngắn nhất, thì nó sẽ khiến cho khi mà cái zoom ánh sáng ấy đi vào trong da ấy, nó không khiến da của mình bị tổn thương. Với những cái máy công nghệ cũ ấy, thì các cái bước zoom của người ta bị dài, thì khi mà người ta đi xuyên qua da của chúng ta ấy, thì nó không đủ nhanh và nó tổn thương da trước, sau đó thì nó mới tác dụng vào cái phần mực ở dưới da. Thế cho nên là các bạn, nhiều khách hàng so sánh là tại sao mà em ơi chị hút laser ở chỗ khác thì đau đớn này, bong chóc, chảy máu, cháy lông, trụi lông, rất nhiều những cái bất tiện, sau đó sưng tấy cả tuần cả tháng, xong rồi lông mày thì bạc trắng rụng hết không còn một cái gì, thì đấy là do là cái bước xung ở bên trong. Còn máy thì các bạn thấy là máy nào thì nó cũng có cái cấu tạo giống như máy nào, nhưng chủ yếu mỗi là cái công nghệ bên trong nó khác nhau như thế nào thôi. Giống như các bạn mà đang đi ô tô của năm 2019, nhưng mà các bạn so sánh với công nghệ của ô tô những năm 2000 thì kể cả là BMW đi chăng nữa thì nó vẫn có một sự chênh lệch rất lớn về công nghệ, tức là đi hai xe khác hẳn nhau về công nghệ rồi. Thì với DK thì đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới mà DK đã cập nhật, cho nên là cái trải nghiệm của khách hàng nó sẽ hoàn toàn khác. Mặc dù là laser thì cấu tạo giống nhau nhưng cái trải nghiệm nó khác nhau nhiều như vậy, cho nên là khi mà khách hàng so sánh thì khách hàng cũng sẽ phải cảm nhận không, chứ còn để mà nói, để mà quay clip thì nó không thể hiện được quá nhiều. Nhưng mà để mà trải nghiệm trực tế diễn ra thì thứ nhất là cái độ đau rát gần như là nó được giảm thiểu tối đa, gần như không có cảm giác là đau đớn mà chỉ có cảm giác hơi rát rát một chút xíu, mất vài giây. Và thứ hai là cái số lần các bạn rút ngắn rất là nhiều. So sánh đơn giản những cái công nghệ từ năm ngoái của DK là công nghệ phun cháy, đến năm nay công nghệ Picomax thì khách hàng trải nghiệm ở DK luôn là đã thấy sự khác biệt rất lớn của hai cái dòng máy này rồi. Cho nên là các bạn hết sức lưu ý là cái công nghệ ultra X thì nó cũng không tổn thương da, nó cũng không có cháy lông, nhưng mà nó xử lý mất nhiều số lần hơn đó. Thì với Picomax được độ giáp là giảm gần như tối đa, sau đó thì là số lần thì chúng ta được rút ngắn rất là nhiều, tức là một lần bắn Picomax thì đã bằng 4 lần bắn của Ultra X rồi, còn chưa kể đấy là so sánh với Ultra X còn chưa so với những ở bên ngoài, những cái đời máy nó cũ hơn rất là nhiều và nó rẻ tiền hơn rất là nhiều. Ở DK thì mình có chuyên về phun xăm, cho nên là với cái công nghệ về hút mực và cũng giống như là cái công nghệ về
làm phun xăm này, làm sợi thì luôn luôn là cập nhật cái gì là tối tân nhất, bởi vì DK là một đơn vị rất là chuyên, cho nên khách hàng đến đây thì luôn luôn được trải nghiệm những cái gì mà tốt nhất, bởi vì khi mà có những cái đời máy mới cập nhật trên thế giới thì DK luôn luôn update để làm sao tăng cái trải nghiệm với khách hàng. Hiện nay thì em thấy những cái công nghệ nơi khác ấy, khách hàng thường chia sẻ với em là chị xóa laser thường sẽ bị chảy máu ngay lập tức và về nhà phải một tháng sau mới có thể xóa lại được. Tiếp lần nữa thì tuy nhiên thì em thấy ở DK mình thì một tuần là đã có thể xóa lại được một lần rồi, và hầu như là sau khi xóa khách hàng đều không bất cứ một cái cảm giác đau đớn gì cả. Thì theo được biết là những cái công nghệ như cơ nghi khác mà bị xóa mà bị cháy rụng lông và bị trắng lông luôn ý, thì có phải là những cái công nghệ đấy là sử dụng nhiệt CO2 đúng không chị? Đấy là công nghệ cũ, nhiệt CO2. Thì những cái công nghệ mà sinh nhiệt ý, thường thường nó sẽ gây bỏng da và cháy rụng lông luôn. Đấy là thật sự là những công nghệ rất là cũ rồi. Thì chúng ta là thường là nó sẽ dành cho những cái đơn vị mà người ta quá là chậm update, thì nó không chuyên. Còn thông thường bây giờ thì mọi người hay dùng cái công nghệ thứ hai là công nghệ Quick, là cái công nghệ mà nó không gây tổn thương da chảy máu, nhưng mà nó gây cái thời gian là lâu này, vẫn đau này, vẫn cháy lông, vẫn trụi lông trong cái quá trình mà chúng ta làm. Đấy là cái công nghệ mà mọi người hay sử dụng, đấy công nghệ thứ hai. Và cái công nghệ mà DK sử dụng hiện giờ đang là mới nhất trên thế giới là công nghệ Picomax. Chị có thể chia sẻ một chút về vấn đề mà khi mà khách hàng ấy nói là chị là một người không có lông thì chị nên lựa chọn những cái công nghệ nào mà da chị là da dầu, thì chị có thể chia sẻ một chút cho những khách hàng biết để họ có thể lựa chọn được những công nghệ trong tình trạng như là da của họ không có lông và da họ rất là dầu được không chị? Thật ra là với da dầu thì dầu đến mức độ như này, có những cái da mà siêu dầu thì tôi lại phải sử dụng những cái công nghệ mà nó tăng cái phần full setting lên. Nhưng mà thông thường khách hàng tại DK thì với những khách hàng da dầu thì tôi vẫn sử dụng công nghệ sợi kết hợp với cả setting để làm sao mà đảm bảo được cái độ tự nhiên. Nhưng mà chúng ta không so sánh là người ta sẽ đẹp ngay đến như các bạn da khô. Nếu các bạn da khô được 10 điểm thì các bạn da dầu làm sợi thì chỉ được 8 điểm thôi. Nhưng mà nó cũng đáp ứng đủ cái nhu cầu về tự nhiên cho khách hàng. Chứ còn nếu mà để mà full hết toàn bộ ấy thì nhìn trông nó sẽ hơi cứng. Tôi thường khuyên khách hàng là vẫn sử dụng công nghệ sợi nhưng mà kết hợp với cả setting, thì như thế nó sẽ tạo nên độ hài hòa mềm mại tự nhiên mà vẫn đảm bảo được cái việc khắc phục trên cái làn da dầu của khách hàng nhé. Vâng, và em xin cảm ơn chị về những chia sẻ ngày hôm nay nhé. Và mình xin phép dừng lại livestream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người livestream tiếp theo nhé. Nếu mà mọi người có bất cứ thắc mắc gì về các dịch vụ của DK thì có thể comment ngay tại dưới livestream này, cũng như là có thể xem thêm tiếp những clip hoặc là những livestream khác của DK để tìm hiểu thêm về dịch vụ của DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những livestream lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.